Rồi ok, em chào các bác ạ. Thì hiện tại em đang ở khu Vincom của Long Biên, ở đường Nguyễn Lam ấy, ở nhà bác Hiệp đây. Thì hôm trước demo cho các bác một cái góc chơi gọi là cổ đồ bonsai. Bác Hiệp bác cái dự án này của bác ấy, bác ấy làm. Và hôm nay thì đã có rất là nhiều anh em yêu bonsai, cây cảnh nghệ thuật đã mang cây đến đây rồi. Thì đấy, các bác nhìn lại đây là mặt trước nhá, mặt trước cái biệt thự của bác ấy trưng bày một số cây bên trong nhà nữa. Để tí nữa em sẽ quay chi tiết cho các bác. Đây. Đấy. Toàn đồ bonsai nhỏ. Đây, quay cho các bác ngắm này. Xem là đấy, lối chơi và cách chơi. Hôm qua em lên thì mới một nửa bác ấy bày ra, nhưng mà hôm nay sáng chắc là trong từ sáng hôm nay đến chiều nay đến tầm này rất là nhiều anh em đã mang cây đến góp vui với cả bác Hiệp đây. Mạnh chả thấy gì ở trên máy cả. Là quay đây anh không xem à? Mới đéo không xem được. Ui giời ơi. Không xem được trên máy thì mở tivi anh xem màn hình lớn cho sướng. Cháu này có làm không? Mày. Dạ. Vâng. Mấy hôm không xem được. Trời ơi. Lại còn xem không lại xem được. Mai lại ra nhiều hoa thế. Các bác ngắm cái thân bệ của cây đơn này. Ấy. Đấy. Sao Huynh ơi? Cũng lại sờ vào cái à.
Đấy. Tác phẩm Sam Hương. Giống gần giống của mình vậy. Đấy cũng quéo đấy, nhưng mà cái này quéo không quéo. Ừ. Đây mà trung bình là 3, trung bình là 4. Ở đầu này bảy kín hết rồi anh. Kín hết rồi nhỉ? Đấy. Đấy các bác thấy chưa? Hôm nay anh vào mất rồi. Đến hôm nay các bác nhìn này. Đấy, kín hết rồi. Đây cả cái dọc cái hành lang này. Dọc hết cái này về đằng sau là bầy được khoảng bao nhiêu cây anh? Có được 50 cây không? Đấy nhá các bác nhìn nhá, ở cái tường chỗ bác Hiệp đây có cái nền background phải nói là rất là đẹp. Em thấy là cái nền này nó sẽ hay hơn là cái nền phông trắng mà mọi lần đi triển lãm ở các cái khu các bác ấy làm triển lãm ấy. Cái nền phông trắng đằng sau chính là không hay bằng cái nền này. Nền này quay lên nó rất là rõ. Đấy. Mấy hôm nay là các bác xem trên channel Mạnh Bonsai là toàn cây chất lượng không? Đây là ở phía bên ngoài nhé, bên ngoài hành lang của biệt thự đấy. Còn tí bên trong thôi. Bên trong thì em sẽ vào quay làm một video bên trong cho các bác ngắm. Tác phẩm Xanh Quê dáng làng. Rồi. Các bạn nhìn sướng không? Úi yêu. Úi dồi ôi. Đó. Đấy, em sẽ quay hết tất cả cái đằng sau hành lang này và cả đằng sau khu biệt thự của bác thì nữa cho các bác ngắm nhá. Đây tác phẩm Xanh Lá Móng của anh Duyên ở dưới làng Ngọc Đà, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Còn đây là tác phẩm Bonsai
thành dáng lão của chủ nhân là em đấy, Mạnh Bonsai. Đấy, hôm qua là vừa về nhờ nghệ nhân Tuấn Anh cắt lọc cho. Còn đây là tác phẩm Sam Hương của anh Tùng ở công ty Việt Trung ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ Châu Quỳ à Như Quỳnh Văn Lâm Hương Yên ạ. Tác phẩm Hoa Giấy á. Alo. Anh chưa? Cái gì em? Tí nữa mà. 6 giờ kém 15 mới vào học của em. Anh đang ở trên Vincom. Tí nữa anh về. Anh đi xe máy xuống nhà anh Tùng, mấy anh em đi lên trên này mà. Ờ thì có gì tí nữa anh điện. Anh nhiều lắm, anh đi xài đi 6-7. Anh chào lên. Xin lỗi các bác ạ, vì đang quay cho các bác xem nên là có cuộc điện thoại. Phải không muốn là ngắt video nên là nó đang liền mạch mà. Đây là tác phẩm Du, cũng chưa biết là của bác nào. Tác phẩm Tùng này của bác nào không biết, sao chưa tháo dây dựa ra đây. Rồi, ok. Đấy, thì đây là toàn bộ ở phía hành lang, rơi vào khoảng 50 cây. Bây giờ em sẽ về mặt trước, đi vào cửa chính. Em vào bên trong, quay cái khu trưng bày bên trong cho các bác xem nhé. Sao lại xoay như này vậy bác? Đây, mặt trời đây. Bể cổ quắp hết rồi nha. Con này kinh điển, cổ thụ thu nhỏ. Đây là cái cổ thụ này. Đây con thành hạt từ bé. Là chậu từ bé. Đấy, thành hạt. Chưa được mua nó như thế này này. Chứ phải mua bé thế là như thế này. Thế là nuôi. Thế chứng tỏ là chi kỷ đấy. Bằng này, chứng bằng này. Vâng. À. Tác phẩm này anh sử dụng được bao năm? Anh cũng phải thế, phải tầm về được vâng tầm 15 năm rồi, từ ngày nó bé như thế. Bé này. Rồi ngày xưa bé làm gì có tiền, mua tí tiền. Nuôi thì nuôi dần đồ chơi. Ngày xưa chơi cái bé này các bạn chỉ đi tặng nhau thôi, mua cái bé là chỉ có cổng mới có tiền. Đúng rồi. Yeah. Ngày xưa là phải đồ to cổng.
cũng bé, nó lại đi tặng nhau con thú chơi thì cái bé tôi nghe không có tiền, bây giờ cái bé lại đập chết cái to. Không thể đập chết được, cái to nó vẫn cái to vẫn để bắt cây 200 triệu bây giờ đòi 8 năm rưỡi.